Cô Thành Định xin kính chào toàn thể bà con ạ. Vâng, địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668. Và hôm nay là lô chữ C ngày mùng 4 tháng 8 nhá. Em lên lô máy 12 con, báo giá cho bà con lô máy 12 con ạ. Giá máy em báo là bao ship toàn quốc ạ. Và hình thức bên em mua bán trước khi gửi hàng, các bác vui lòng cọc trước 50.000 nhá. Rồi ghi địa chỉ số điện thoại người nhận, em sẽ nhờ đơn vị Viettel Post hoặc cái bưu điện ship đến tận nhà. Trước khi nhận và giao số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng, các bác được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nhá. Và các bác chốt con nào thì hôm nay là lô chữ C, các bác có thể gọi điện hoặc là nhắn tin, tôi chốt con C12 chẳng hạn. Đó. Đó, các bác phải gọi điện vậy và báo rõ số thứ tự C hoặc B thì em mới biết được là cái lô này con nó còn hay hết nhá. Vâng, hôm nay lô 12 con này thì có hai con Honda gửi cho anh Lâm ạ. Một con T Mitsubishi TB, một con TL23, một con Talaka 22, một con Robin 25, TL23, Mitsubishi TL231, Echocurit 27, Maru 23, một con Shigu 23 và một con Maru 23 nhá. Và em xin nhắc lại giá em đã báo ship toàn quốc ạ. Và giá công suất máy em đã báo rõ trên kênh. Bác nào mua thì con nào chốt con nào thì lên xem rộng kỹ video ạ. Ý là tờ đi tờ lại con đó. Tại vì một ngày em phải tiếp ít nhất phải tầm 10 cuộc điện thoại gọi cứ hỏi con này giá bao nhiêu ạ. Và giá em nói đi nói lại trên kênh này. Mỗi con em có thể nói đi nói lại 1 đến 2 lượt đấy ạ. Vâng, trước khi review từng con một thì em sẽ hướng dẫn cách sử dụng, cách pha nhớt nhá. Sáng ra hoặc lâu ngày không sử dụng mình bơm xăng ạ. Có nút bơm xăng đây này. Đó, mình bơm xăng. Rồi đóng đen lên ạ. Giật nổ ạ. Vâng, nổ rồi, thả leo xuống. Giật nổ ạ. Vâng, đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc lâu ngày không sử dụng thì mình bơm xăng đóng le vậy nhá. Còn lúc nổ lại rồi khẩy nhẹ cái nó nổ thôi ạ. Vâng, còn nhớt thì các bác pha tỷ lệ cho em là 1/20 nhá. 1 lít nhớt là 20 lít xăng. Đó là những dòng nhớt thông thường tầm 100.000 đổ lại. Còn các bác thích mua nhớt cao cấp hơn, nó có trên thị trường có bán nhớt 170, 200 cũng có. Là cái nhớt đó thì các bác lên hỏi người bán nhớt họ pha bao nhiêu thì các bác pha nhá. Còn các bác mua những cái nhớt thông thường đó, các bác cứ pha tỷ lệ 1/20 cho em ạ. Và hôm nay là con số đô C, có C1 đến từ thương hiệu Marujangma 23cc lòng 32 ly, chế Guamoro, chế một kim ạ, tum niên. Một con Maru sắc lớn nhá, công tác luôn trên tay này. Vâng, tay ga giữ, đầu bò riêng cho các bác. Và thương hiệu này ngày hôm nay em sẽ bán giá là 1.500.000 đồng ạ. 1.500.000 đồng cho con số C1. Đó, bác nào chưa chốt được con nào ở những cái lô này thì các bác có thể đăng ký kênh nhá, đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Hầu như ngày nào em cũng lên video hết ạ, ở cái khung giờ tầm 7:30 đến 8:30. Hoặc là gọi điện trực tiếp đến số điện thoại, hai số điện thoại kia và cho để tư vấn và đặt hàng nhá. Con này sử dụng trục giật trợ lực nha các bác, trục giật trợ lực. Đó, rất ok. C1 1.550.000 đồng ạ. C2 các bác thích nhẹ nhàng, vừa túi tiền hơn thì các bác sử dụng chọn con số C2. Con này đến từ thương hiệu Shingu ạ. Một thương hiệu Shingu 23cc lòng 32 ly. Vâng, sử dụng tum rời, tum nhôm nhá, có thể gắn máy xịt thuốc. Vâng, đây có Shingu. Tay ga giữ ạ. Vâng, đầu bò riêng cho các bác. Và thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 1.200.000 đồng ạ. 1.200.000 đồng. Đó. Con này sử dụng bơm xăng đây này. Và ấn xả đây. Đó. Khi nào ra xăng thì các bác đóng le lên. Giật nổ. Vâng, nổ rồi thì thả le xuống ạ. Vâng, 1.200.000 đồng cho con số C2 ạ. Đó, bác nào thích vừa túi tiền mà thích khỏe thì sử dụng loại này nhá. Con này ưu điểm của nó tua rất nhanh nhá. Tua nhanh, có thể gặt lúa hay là làm cái gì đó mà các bác cần độ tua nhanh thì các bác chọn lựa con này. Đó, máy rất ok. Vâng, tiếp tới là con số C2. À, C3, xin lỗi, C3. Con này đến từ thương hiệu Marujangma 23cc lòng 32 ly, chế Guamoro, chế ngang, chế một kim nhá. Con này hiện tại thợ nó đang ráp ốp ngược
con ne nó bên này mới là chính xác, ở cái này nó thả xuống dưới. Rồi tí nữa lúc nào bác nào chốt thì em ráp lại. Vâng, con này sử dụng tum rời, tum nhôm nhá, có thể gắn máy xịt thuốc. Vâng, tay ga giữ. Đầu bò riêng cho các bác 1.650.000 đồng cho con số C3 nhá. Mình quên chế độ 6V. Vâng, máy kỳ đẹp luôn, rất ok. Và con này bình xăng lớn đã thay bình xăng mới nhá. Vâng, C3 1.650.000 đồng ạ. C4, con này đến từ thương hiệu Echocurit nhá. Một con Echocurit 27cc. Mất cái mác cũng sau rồi. Trục giật trợ lực. Tum nhôm, tum niên. Vâng, bình xăng còn trắng tinh nha các bác. Bình xăng zin đấy ạ. Vâng, tay ga hộp. Tay ga giữ. Công tắc trên này nhá, y bật o tắt. Vâng, bắt đầu vẫn còn riêng cho các bác. Và thương hiệu này ngày hôm nay em sẽ bán giá là 2 triệu, giá đã bao ship và phụ kiện kèm theo cho thương hiệu Echocurit 27cc lòng 34 ly ạ. Rồi nổ đi ạ. Kéo lên thả xuống nó nổ đi ạ. Con số C4 2 triệu nha các bác. Con này tua chậm nha các bác. Con này phù hợp với lại các bác phát cước ạ. Phù hợp bác nào mua con này phát cước rất ok nha. Vâng, tiếp tới là con số C5. Một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL231 ạ. 231 23cc lòng 31 đi. Con này sử dụng chế Gomoro, chế 2 kim, le đỏ, le tự động nha. Và những dòng thương hiệu này lốc máy đều dập mây ra bàn hết ạ. Con này tum niền, tum nhựa. Cái màu này không phải nó cũ đâu nhá. Con này còn cực kỳ mới luôn. Đó, số seri này các bác này. Đó, bản thân của nó là màu này chứ không phải là nó cũ đâu ạ. Máy còn tương đối ok đấy ạ. Trục giật trợ lực. Đó, máy nhẹ nhàng, ăn ít xăng. Dễ sử dụng, đồ thay tháo dễ ạ. Con này sử dụng tay ga giữ, công tắc trên tay luôn này. Xuống là bật nên là tắt. Vâng, đầu bò vẫn còn riêng cho các bác. Và thương hiệu này ngày hôm nay em sẽ bán giá là 1.800.000 đồng cho con số C5. Đó, các bác chỉ khởi nhẹ các bác nhìn này. Nhẹ cái thôi. Đó. Giật như đi chơi vậy ạ. Vâng, C5, 1.800.000 đồng nha các bác. Và các bác thích cũng 1.800.000 mà Mitsubishi thì các bác mua Mitsubishi TL23 tum rơi. Đó, thì các bác lựa chọn con này nhá, cũng đồng giá. Con này sử dụng chế Gomoro, chế 1 kim, tum rơi. Vâng, máy cực kỳ ok. Tay ga giữ. Và cái này để điều chỉnh tay này. Các bác có thể vặn ngay đây, các bác không phải vặn vít nữa. Vâng, đầu bò riêng cho các bác 1.800.000 đồng cho con số C6 đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 đi nha các bác. Vâng, con này còn tương đối mới nha các bác. C6 1.800.000 đồng nhá. Các bác chốt con này thì nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi chốt con C6 nhá. Vâng, C7, con này đến từ thương hiệu Robin, một con Robin cổ đúng không? Đó, 25cc lòng 34 ly. Vâng, công tắc đây nhá. Con này sử dụng tum rời, tum nhôm nhá. Máy cực kỳ ok luôn. Vâng, tay ga giữ. Đầu bò riêng cho các bác. Và thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 1.800.000 đồng nhá. Và cái thương hiệu này em phải nói thêm một tí này. Cái thương hiệu này tuy nó là 25cc nhưng mà thiết kế máy của nó rất nhỏ gọn nhá. Em đã bị một đơn hoàn về vì lý do các bác nhìn máy về các bác chưa thử. Các bác nghĩ là con máy này rất to. Và gửi các bác gửi về các bác bảo là con máy này bé. Và em trên kênh em đã nói rõ.
Cái con này nó thiết kế với cái xác máy của nó ấy, tuy 25cc, 26cc, xác máy như một con 23 vậy ạ, rất nhẹ nhàng và công suất rất ok nhá. Đó, em phải nói rõ vậy, không các bác mua về tưởng Ruby nó to như thế nào, các bác nghĩ là to gấp đôi như vậy. Đó, đây các bác có thể so sánh vào con 23 này. Đó, nó còn bé hơn 23 của cái thằng này này. Nó rất nhỏ gọn, nó thiết kế nhỏ gọn như vậy nhưng mà công suất nó sản sinh ra nó vẫn đủ 25-26cc nhá. Cứ không phải cứ con to đùng đeo nặng 7-8 cân đâu mà mới là khỏe đâu nhá. Bật lỗ đi em. Vâng, có C7 1.800.000 đồng cho thương hiệu Robin 25cc lòng 34 ly, sử dụng tum rời chế Gomoro ạ, chế 1 kim. Vâng, tiếp tới là con số C8 ạ, một con đến từ thương hiệu Talaka, 22cc lòng 32 ly ạ, chế Gomoro le đỏ le tự động đó, tum liền bằng tay ga giữ nhá, công tác luôn trên tay này, công tác này có lò xo luôn, các bác không phải để ý chiều bật, nó tự bật cho mình. Vâng, đồ bò rim. Và thương hiệu này ngày hôm nay em sẽ bán giá là 1.200.000 đồng nhá, cho thương hiệu Talaka 22cc ạ. Vâng, các bác thích vừa túi tiền nữa thì các bác chơi thương hiệu này, 1.200.000 đồng, giá đã bao phí ship và phụ kiện kèm theo, trục giật trợ lực bằng lò xo. Có C8 1.200.000 đồng nhá, Talaka 22cc ạ. Và tiếp tới là con số C9, các bác thích một thương hiệu cực đẹp đây, TL23 và Mitsubishi TL23 23cc lòng 31 ly ạ, sử dụng chế Gomoro chế 2 kim, con này tum rời tum nhôm nhá, tum rời tum nhôm, máy cực đẹp luôn, như các bác mô còn sáng tưng này. À, thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 1.850.000 đồng nhá. Con này sử dụng tay ga giữ. Vâng, đồ bò còn riêng cho các bác. 1.850.000 đồng cho con số C9 đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23. Vâng, C9 1.850.000 đồng nha các bác. Vâng, các bác vẫn thích dòng Mitsubishi nhỉnh hơn một tí nữa, 26-27cc thì có con, hôm nay có con Mitsubishi TB26 nha. Có này sử dụng trục giật trợ lực bằng lò xo, chế 2 kim. Đó, đây 1 kim này, đây 1 kim này. Rồi nhiều bác về cũng chưa biết về cái kim gì đâu ạ, nhìn thấy 1 kim này bảo ơi con này có 1 kim, đây 1 kim, kính đây 1 kim và đây 1 kim nhá. Và đây là ốc căng ti nó ở đây này, đó to nhỏ nó chỉnh ở đây. Các bác đơn giản nhìn cái ốc công ty nó nhìn thấy rõ này. Đó, bác vặn ốc cái này này, tự nhiên cái quả ga này nó đẩy lên tự khắc là nó to ra đây. Còn bác thả nới ra ngược chiều kim đồng hồ thì nó lại nhỏ đi nhá. Đơn giản là vậy thôi. Và những thương hiệu này chắc chắn là nóc máy đều dập made Japan hết nhá. Và con này sử dụng tum liền, tum nhôm nhá. Cực kỳ chắc chắn rồi, không sợ cháy tum đâu ạ. Đó, máy rất đẹp. Và con này tay ga giữ, công tác luôn trên tay nhá. Xuống là mở, lên là tắt. Các bác để ý tại vì nó còn cái mũi tên nó hơi mờ tí ạ. Vâng, đồ bò riêng cho các bác. Và thương hiệu ngày hôm nay em sẽ bán giá là 2.100.000 đồng nhá, 2.100.000 đồng cho con Mitsubishi TB26 26cc lòng 33 ly ạ, lòng 34 ly chứ, con này 34 ly. Tới đâu?
rồi ấy, là sáng ra nó hơi ỏ ỏ, thợ chỉnh gắt máy quá là nó có trường hợp như vậy nhá. Cái trường hợp mà ga nó ngỏ ỏ như vậy các bác có thể lới ra một tí. Và cái trường hợp này này, để mà các bác chỉnh mà nghe sướng tai mà chưa vào tải ấy, thì chắc chắn lúc vào tải nó có hiện tượng lúc đầu tiên nó ỏ như vậy nhá. Còn để mà chỉnh ra một tí, ý là cái độ lì máy một tí ấy, thì chắc chắn vào tải nó sẽ ngọt hơn nhá. Đó, còn lúc mà nó làm được rồi, ví dụ các bác làm 10-15 phút rồi ấy, thì các bác chỉnh ò như vậy thì lúc nó không ò như vậy đâu ạ. Chỉ có sáng ra hết xăng là nó có trường hợp như vậy. Còn lúc nó nổ rồi thì ga nhẹ cái là nó hết ò rồi ạ. Nổ lại đi em. Có những cái chế hai kim mà cái trường hợp ấy các bác lại lấy ra nhiều quá ấy, nó sẽ có trường hợp lì máy và ăn xăng. Đó, những cái trường hợp đó thì các bác lên vặn vào nhá, vừa vặn vừa phải ga. Bao giờ nó ở cái mức ga nó ngò ò như lúc đầu tiên ấy là các bác nhích ra cho em một tí nữa là ok nhá. Đó là cách chỉnh của những cái dòng máy mà có cái kim này. Mà tất cả các loại mà có ốc chỉnh như vậy là các bác chỉnh như vậy nhá. Và con số C10 giá 2.100.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TB26 nhá. Con này có trục giật trợ lực bằng lò xo nha các bác. Vâng, tiếp tới là con số C11 và C12 đều đến từ thương hiệu Honda, Honda GX25 ạ. Hai con 4 thì nha các bác. Vâng, con này sử dụng tum rời, tum nhôm. Vâng, tay ga giữ. Đầu bò riêng cho các bác. Và thương hiệu này ngày hôm nay sẽ bán giá là 2.700.000 đồng nha. Vâng, một con Honda GX25 Made in Japan sản xuất. Và lốc máy những dòng này có dập nổi Made in Japan nha các bác. Dập à quên xin lỗi ạ. Dòng Honda là chỉ có chữ Honda, dập nổi chữ Honda GX25. Vâng. Hôm nay quay hơi tối tí ạ. Nổ đi ạ. Với những ưu điểm của những dòng Honda này, tiếng nổ rất êm nhá, dễ sử dụng. Đó, đổ nhớt vào đây. À, cái nhớt này các bác châm làm sao các bác để cân máy này, các bác không phải đo đâu, để cân máy làm sao nó vừa bằng mép hoặc dưới cái mép một tí nó không tràn ra ngoài được này. Và những cái con Honda này nhớt hoàn toàn em đã thay hết rồi cho các bác này nhá. Và những cái trường hợp thay này em không muốn đổ ra cho các bác đâu. Và không may về nhà mà nó không may mà lúc đầu nó có khói tí, các bác cố gắng nổ ga lên tầm khoảng phút nhá là nó hết cái khói đó đi nhá. Tại vì lúc vận chuyển ấy mình nộn đi nộn lại ấy, là cái buồng nhớt nó sẽ trào lên cái buồng đốt chẳng hạn, nó một tí ấy, là nó gây hiện tượng, nó có hiện tượng là lúc đầu tiên về nó hơi khói một tí đấy ạ. Vâng, C11 giá 2.700.000 đồng nhá, cho thương hiệu GX25 25cc nhá, nòng 35 ly ạ. C12 cũng vậy ạ. Honda GX25 Made in Japan sản xuất. Vâng, con này tum liền. Con này tum liền thôi ạ. Và con này em bán 2.650.000 đồng. Con này nó là tay ga 1 ấy, nhưng mà em đã lên tay ga đôi cho các bác. Con này tay ga Honda không có tay ga này đâu ạ. Em ráp con Echo Curit vào đấy ạ. Tay ga bóp hộp xịn sò cho các bác. Vâng, đồ bò rin. C12 giá 2.650.000 đồng ạ. Vâng, con này tương đối đẹp ạ. Đây. Những cái dòng Honda này đều có trục giật trợ lực bằng lò xo nhá, nên là giật rất nhẹ. Dòng 4 tỷ bao giờ nhẹ hơn. C12 2.650.000 đồng, giá đã bao ship và phụ kiện kèm theo ạ. Vâng, em vừa báo giá cho bà con nô máy 12 con. Em xin nhắc lại, giá đã bao ship và phụ kiện kèm theo này nhá. Bác nào chưa chốt con nào, chưa thích con nào ở cái lô này, các bác có thể đăng ký kênh ạ. Đăng ký kênh chờ video tối mai hoặc tối mốt chọn những con mình cho mình những con máy mà đúng mục đích công việc gia đình của mình.
hoặc là gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn và đặt hàng nhé. Vậy em xin kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Xin cảm ơn bà con đã theo dõi video.